Hello, xin chào bà con. Chúc bà con có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bữa nay em review một con xe Rin với lại một con xe lên form chế độ. Anh chị mua con xe nào cho phù hợp? Lên form có lên mua không? Mất tiền oan nha. Theo ông thì ông có lên mua không? Mỗi lần đi đăng kiểm rồi sao? Lại làm khúc. Làm khúc à? Được. Bà con nào không biết thì chớ dại đừng có mua cái xe lên form nhé. Chút xíu em sẽ review một con xe lên form. Mất tiền oan. Không oan được đi chứ không oan. Không mất tiền oan mà. Đây hai anh em đi từ 5 giờ sáng đi đăng kiểm con xe lên form này quý anh chị này. Nhưng phải xuống hết đồ.